để cháu làm trong Đà Nẵng á, chứ cháu em vô rồi còn hai con ở nhà nữa. Còn nước dâng lên ở vị trí nhà của chị trong thời gian lũ đó là cao khoảng lên bao nhiêu? Dạ mẹ tứ. Ngủ lên mấy tư. Dạ. Còn cháu là mất lúc mà đi tìm bố ở Dạ. ngay đồng hay sao? Dạ phía cách nhà khoảng 500-600 mét đó. 500 mét, nhưng mà Dạ. có lẽ là nước sâu và nước Dạ. xiết quá. Dạ. Lúc đó thì gia đình là hoàn toàn không biết, cháu đi tìm thôi chứ còn không biết. Dạ không biết, nghe cháu về kể, về cháu nhỏ về kể là đi về tìm hỏi ông nữa thôi chứ còn em biết. Bốn bốn ngày sau khi mà tìm được cháu là cách nhà khoảng bao xa? Dạ về đó em 18-19 cây á. 89 cây. Dạ sáu Rồi sư đoàn 83-83-30 à, tám đoàn 830, dạ cách nhà khoảng 10 cây số. mười cây số Dạ. thì gia đình có làm lễ cầu siêu cho cháu chưa? Dạ chưa nữa thế nè. Dạ mấy 3 ngày thôi mà chứ các đoàn thể chứ ngà mô tin về cũng về về chia sẻ về cùng gia đình em mà chứ con có tuổi quái. Chị cố gắng niệm Phật cho cháu nhé. Chị theo tôn giáo hay là không có tôn giáo? Dạ em bình thường tôi. Để quý thầy sẽ cầu nguyện cho cháu nha. Dạ em cảm ơn. Dạ cố gắng đi chị. Kính thưa chư tôn đức tăng ni và các quý Phật tử, chúng tôi đang có mặt vào giờ phút này là Ủy ban nhân dân, xin lỗi, trụ sở của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, nơi mà chúng tôi vừa trao tặng tịnh tài đến 80 hộ có người mất. Và cô ở đây đó là một trong 80 hộ đó. Thì cái số tiền ủng hộ rất là khiêm tốn, chỉ có 10 triệu đồng, so với cái mất mát nhân mạng đó, nó là vô giá, chẳng đáng là bao. Chứng kiến cái cảnh xúc động này rất là chua xót và đau lòng, nhất là những bà mẹ đã từng có con, những bà ngoại, bà nội đã từng có cháu, thì rõ ràng mất đi cái nắp ruột của mình đã nuôi nấng suốt mấy chục năm đó là nỗi đau khôn tả, rất khó có thể vượt qua. Thì thay mặt phái đoàn Phật Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì kính chúc chị sớm vượt qua nỗi đau tử biệt như đã thầy có chia sẻ đó. Đó. Thì giờ mời tất cả các thành viên trong đoàn cùng niệm danh hiệu của Phật nha. Cùng niệm danh hiệu của Phật là thật là lớn nha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chào ba này, ba đêm rồi Nam mô A Di Đà Phật. 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 Tiêu diêu giờ thế giới khoai lang bảo liên đài hiện dường thế tôn tiền Như Lai thân thọ kim. Thôi cố gắng vượt qua nỗi đau. Thì thầy thay mặt cho phái đoàn cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho cháu tiêu dao miền tịnh cảnh, thác hóa chính đài sen, nghiệp dứt chúng ba đường, làm bà con Phật pháp,
À, rất mong chị và người bạn đời cũng như là các thành viên con ở trong gia đình còn lại hãy sớm nỗ lực vượt qua nỗi đau mất mát này. Và tin tưởng rằng là cháu sẽ tiếp tục tái sinh trong vòng gần 10 tháng tới. Khi là mình không có mất đứa con vĩnh viễn, chỉ mất cái mối quan hệ huyết thống mẹ con thôi. Và đứa con sẽ tiếp tục có mặt ở kiếp sau sau 10 tháng. Rất mong cố gắng vượt qua. Thầy chúc nỗi đau sớm khép được khép lại nha. Cũng cảm ơn là thầy với chị cập còn đúng chia sẻ cũng em ấy em nói gì em cảm ơn thôi được rồi thầy xin phép đi đến địa điểm kế tiếp nha, hơi cố gắng nha.